May cho mày hôm đó, tí nữa tao đục một lỗ giữa trán mày rồi. Dạ, là anh Toàn sai em lên. Lên làm gì? Là để giết anh. Hả? Chào Linh mới xinh đẹp. À, chào anh Lâm ạ. Bọn em cũng chỉ mới tìm hiểu thôi ạ. Em nên cẩn thận với nó. Sao? Có tìm được thằng Toàn không? Em tìm được thông tin của thằng Tùng rồi. Nhưng mà... Nhưng sao? Nói! Dừng tay! Hai thằng em đâu biết, anh đâu cần phải nặng tay thế. Nói đi. Mày là ai? Hả? Hả? Mày là gì cái cơm? Hả? Thằng chó này! Hả? Tao là bố mày! Hả? Thằng chó này! Mày ngu thì mày chết. Liên quan chó thì đến tao. Ngu thì chết. Học bóng mồm ra mà chết. Chết đi! Thằng Mạch! Cắt đầu nó mang về đây cho tao! Dạ. Cắt luôn hả anh? Cắt cổ nó! Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta, vẫn nghe bước chân phong trần, trong vắng yêu thương chìm sâu những lặng cấm, hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai các bố nhận hai tìm mình trong cơn mơ đau. Dòng đời cuộn trong phong ba, lòng ta dục lửa khát khao. Tìm mình trong băng giá bao cơn bão, từ trên công nín bao cơn cao. Miền xưa quên nhớ những hẹn thề, mình ta soi bóng trên lối về. Đồng hành trong những bước chân có dài, đời ta như bóng đêm miệt mài. Cây đá cậy thành, thành cậy cây đá. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.